Kính thưa quý vị, ăn nhộng ve sầu, ba người vào bệnh viện. Bắt được nhộng ve sầu dưới gốc cây bàng, ba người mang về làm món ăn. Ngay sau đó, cả ba người đều bị ngộ độc, ói mửa, co giật. Ngày 29 tháng 5, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết, bệnh viện này đang tiếp tục cứu chữa cho hai trong số ba nạn nhân bị ngộ độc nấm do ăn nhộng ve sầu. Trước đó, vào khoảng 4 giờ chiều ngày 28 tháng 5, một người dân 67 tuổi, cư ngụ ở thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, đào được một ổ ve sầu dưới gốc cây bàng trước nhà, nên đã cùng cô con gái 38 tuổi và một người bạn 70 tuổi mang về làm mồi nhậu. Sau khi ăn ve sầu và uống rượu, đến khuya cùng ngày, cả ba người này đều có triệu chứng nôn mửa, co giật. Ngay sau đó, người nhà đã đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ tại bệnh viện cho biết, hai bệnh nhân lớn tuổi vẫn còn đang nằm trong phòng hồi sức cấp cứu. Hai bệnh nhân này đang bị hôn mê sâu, tăng huyết áp, tai biến mạch máu não. Riêng bệnh nhân trẻ tuổi đã qua cơn nguy kịch và đã được xuất viện. Cũng theo bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết, thì ba bệnh nhân trên bị ngộ độc do một loại nấm ký sinh trên nhộng ve sầu.